Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô tiếp tục hướng dẫn các em giải bài tập số 20 trong sách giáo khoa trang 49. Ở đây chúng ta có 4 phương trình ABCD. Và với 4 phương trình này thì chúng ta có cách giải rất là đa dạng. Ví dụ như là chuyển vế đổi dấu để đưa về các trường hợp, hoặc đưa về phương trình tích, hoặc là sử dụng công thức nghiệm. Vậy bây giờ cô sẽ vào từng ví dụ cụ thể. Xin chào tất cả các em. Chúng ta tiếp tục giải bài tập số 20 trong sách giáo khoa trang 49. Đề bài yêu cầu là giải phương trình. Các bạn nhìn thấy 4 phương trình rồi đúng không ạ? Thì các bạn thấy được là ở 4 phương trình đây nó rất là đa dạng, đồng nghĩa với việc cách giải của nó cũng đa dạng. Chúng ta có thể là giải bằng phương pháp chuyển vế để chia trường hợp, hoặc phân tích đa thức thành nhân tử để đưa về phương trình tích, hoặc dùng công thức nghiệm đã học để chúng ta giải. Vậy bây giờ cụ thể lời giải chi tiết như thế nào? Chúng ta sẽ vào lần lượt từng ý. Lời giải chi tiết. Lời giải chi tiết. A nhỏ 25x bình trừ 16 bằng 0 sẽ tương đương với, cô chuyển 16, âm 16 sang về bên phải, ta được 25x bình bằng 16. Vậy tương đương với x bình bằng 16 phần 25. Các bạn thấy đây là x bình bằng một số a lớn 0 đúng không ạ? Vậy chúng ta có x sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của a, tức là tương đương ở đây là x sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của 16 phần 25. Vậy nó sẽ tương đương với x bằng cộng trừ 4 phần 5. Đúng không ạ? Vậy kết luận, vậy làm sao ạ? Phương trình có nghiệm là phương trình có hai nghiệm là x bằng cộng trừ 4 phần 5. Đúng không ạ? Tiếp tục với câu B, chúng ta có 2x bình cộng 3 bằng 0. Thì các bạn có ta thấy điều gì ạ? Ta thấy là x bình phương luôn lớn hơn bằng 0 với mọi x, đúng không ạ? Mọi x thì suy ra 2x bình cộng 3 luôn lớn hơn hoặc bằng 3, tức là nó lớn hơn 0 với mọi x, đúng không ạ? Vậy với mọi x thì vế trái luôn lớn 0 rồi, vậy nó có xảy ra bằng 0 không ạ? Không, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy chúng ta kết luận là phương trình vô nghiệm. Đúng không ạ? Tiếp tục đến câu C, 4,2x bình cộng 5,46x bằng 0. Vậy các bạn nhìn cho cô này, ở đây cả hai hạng tử của chúng ta đều có chữ x, và cô sẽ rút ở đây được là 2x ra ngoài, đúng không ạ? 4,2 với 5,46 cô đều chia cho 2, thì ta rút 2x ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn lại là gì? 2,1x cộng với 2,73 thì bằng 0. Vậy một tích bằng 0 thì chúng ta sẽ có tương đương với hoặc là x bằng 0 hoặc là 2,1x cộng 2,73 bằng 0, thì sẽ tương đương với x bằng 0 hoặc là x bằng chuyển vế 2,73 sang bên phải rồi thực hiện chia cho 2,1, vậy x bằng trừ 1,3. Đúng không ạ? Chúng ta kết luận vậy phương trình có hai nghiệm. X bằng 0 hoặc là x bằng trừ 1,3. Bây giờ đến câu D cuối cùng các bạn có là gì ạ? Là 4x bình trừ 2 căn 3x bằng 1 trừ căn 3. Đúng không ạ? Thế thì sao ạ? Với câu này thì chúng ta thực hiện thao tác là gì? Chuyển vế đổi dấu, đúng không ạ? Để cho chuyển hết sang một vế, cho một vế làm sao ạ? Bằng 0. Vậy ta sẽ tương đương với là 4x bình trừ 2 căn 3x trừ 1 cộng căn 3 bằng 0. Đúng không các bạn? Vậy ở phương trình này thì cô sẽ đi xét là A ở đây bằng 4. Thay vì tính B, cô sẽ tính B phẩy thì bằng trừ căn 3. Và C của chúng ta là trừ 1 cộng căn 3, đúng không ạ? Vậy
delta phẩy của chúng ta sẽ là gì ạ? B phẩy bình phương trừ đi AC tức là bằng trừ căn 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với trừ 1 cộng căn 3. Đáp số được bằng 3 cộng 4 trừ đi 4 căn 3. Các bạn thấy là dễ dàng đưa được về là gì ạ? Là 2 trừ đi căn 3 tất cả bình phương. Nó lớn hơn 0 rồi đúng không ạ? Vậy thì sao ạ? Nếu nó đã lớn hơn 0 rồi chúng ta kết luận là do đó phương trình có hai nghiệm là gì các bạn nhỉ? Nghiệm thứ nhất x1 bằng trừ b phẩy đúng không ạ? Trừ căn delta trên gì? Trên a, tức là chúng ta sẽ có là bằng căn 3 trừ đi 2 trừ căn 3 trong dấu ngoặc như này chia cho a tức là chia cho 4. Vậy cô sẽ bằng là gì ạ? Bằng căn 3 trừ 2 cộng căn 3 chia 4. Căn 3 cộng căn 3 là 2 căn 3 đúng không? Trừ đi 2 thì nó sẽ được là gì ạ? Căn 3 trừ 1 trên 2. Rút gọn thế được chưa ạ? Còn x2 của chúng ta sẽ bằng gì ạ? Căn 3 cộng với 2 trừ căn 3 đóng vào ngoặc trên 4 và sẽ bằng là gì ạ? Căn 3 cộng 2 trừ đi căn 3 trên 4 và chúng ta sẽ thu được là gì? 1/2. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài 20 sách giáo khoa trang 49.